do khách quan. Mình chia tay để mình trở về, mình thành lập cái sân khấu Idicap. Dây tôi hàng hờ dây vòng quanh ở cái tít mù. Tít mù là hẹn ai khéo kết ôi à, cái đèn cũ. Đèn cũ, đèn cũ là đèn đèn ơi, ơi đèn đèn ơi. Một vở kịch đầu tiên nói về thân phận của người già trên trên nước Mỹ. Tái tạo là cái hình ảnh cái nhân vật ông Tư đó, nó cũng từ sự hối hận của mình với ba. Mà ba mình thì không khóc với ai hết. Mình khi mình lặp lại cái hình tượng đó là vì nó còn là một cái sự mình muốn lặp lại cái hình ảnh của ba. Của người cha kính yêu. Cho nên cái Dạ Cổ Hoài Lan đối với mình nó là một cái kỷ niệm, nó mang tính, nó còn mang tính tâm linh nữa. Ngày đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đã dòng phu dòng luôn trong tình chàng. Thật ra cái vai đó là vai nó góp phần như một cú hích cuối cùng để đẩy mình lên đạt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hôm nay có Thanh Lộc diễn đây không? Này không, Thanh Lộc diễn với Edicap. Là họ trai của mẹ Edicap. Ra ra a a a, Roma Roma ma, ga ga, oh la la, oh la oh la la. Năm xưa không chưa biết gì nên công ở không công ngồi bên nè công bắn tì. Phút phút năm nay công không thích đùa, công không thích bắt cua mà công chỉ thích làm vua. Oh yeah, làm vua. Oh yeah, làm vua. Oh yeah, làm vua. Ra ra a a a, Roma Roma ma, ga ga, oh la la, oh la oh la la. Mỗi một người sống ở một thời đại sẽ có cái quan điểm đúng với cái thời đại của mình. Chưa chắc cách suy nghĩ của tôi đã đúng với các thế hệ sau tôi. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng khi chúng ta có đam mê, sống vì đam mê, chết cũng vì cái đam mê, thì ít nhiều gì cũng sẽ truyền được cái cảm hứng tích cực đến với mọi người, dù cho chúng ta sống thời đại có khác nhau.